Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình Kênh Bếp Của Vợ sẽ mời các anh chị và các bạn thưởng thức cùng với Kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay với món cháo ớt Singapore theo kiểu Kênh Bếp Của Vợ nha. Nếu mà các anh chị chưa tìm được cái cách chế biến cho chuẩn vị hơn thì hãy theo dõi Kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay với món cháo ếch này nha. Và đây là tất cả các nguyên liệu gồm có. Đầu tiên em sử dụng ở đây là nửa ký ếch đã được làm sạch rồi, gạo nếp và gạo ăn cơm của mình đó. Tiếp theo đó là hành lá, hành củ, ớt và gừng. Đầu tiên thì mình sẽ cho 2 phần gạo, 1 phần nếp vô cái nồi. Và chúng ta sẽ đi vo cho sạch nhé. Và khi mà vo rồi thì chúng ta sẽ đổ nước vô và chúng ta sẽ ninh. Trong khi đó thì ếch thì chúng ta sẽ cho vô 2 muỗng cà phê muối và giấm để lấy đi hết tất cả những cái phần dơ và mùi tanh của ếch. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa lại. Hành lá, hành củ và gừng mình cũng đi rửa luôn. Quay lại thì hành lá, hành gừng, tỏi, ớt và em đã băm nhỏ và sát sợi hết rồi. Ếch thì mình sẽ bỏ vô một cái tô và bỏ vô một muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nếu mà các anh chị ăn bột ngọt nhé. Tiếp theo đó là nước mắm. Nước mắm thì em cho gần 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê dầu, muỗng canh dầu hào, 1/3 muỗng cà phê nước tương. Bây giờ thì chúng ta sẽ đảo đều lên cho cái phần ếch này nó thấm gia vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái sốt đây. Một cái tô thì chúng ta sẽ cho vô 3 muỗng canh nước tương, 4 muỗng và 5 muỗng canh nước tương nha. Tiếp theo đó là dầu hào. Và 3 muỗng canh, 4 muỗng canh dầu hào. Tiếp theo đó là đường. Đường thì chúng ta sẽ cho vô đây là 3 muỗng cà phê đường. Đánh tan cho cái hỗn hợp này nó đều. Thêm 1/3 muỗng cà phê hạt nêm nữa nhé, cho cái mùi nó đậm đà một tí. Các anh chị muốn ăn nước mắm thì mình cũng có thể cho một tí nước mắm vô nha. Em cho 1/3 muỗng canh nước mắm. Vậy là cái sốt kho này đã được rồi đó. Quay lại thì chúng ta sẽ bắt lên một cái nồi đất và cho vô 1 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho cái phần tỏi băm, hành củ băm vô mình phi cho thật là thơm. Một ít gừng. Xào lên cho tất cả các nguyên liệu nó thấm nhé. Cái này thì mình ăn với cháo trắng nên là các anh chị nêm nếm thêm đậm đà một tí thì mình ăn nó sẽ ngon hơn nhé. Và khi mà tất cả các gia vị đã thơm và vàng rồi thì chúng ta sẽ chút cái phần ếch vô mình xào cho thịt là xanh lại. Cho 1-2-3 trái ớt vô. Đây, tiến hành xào cho xanh. Khi tại vì hoàn toàn trong tất cả những cái món kho, món rim thì Kênh Bếp Của Vợ đều có xào xanh rồi mình mới đổ cái hỗn hợp nước vô. Tại vì như vậy thì nó sẽ không có bị tanh nè. Và cái gia vị nó sẽ thấm hơn. Đậy nắp một tí nhé. Đều.
Rồi bây giờ thì chúng ta mới cho vô đây. Mình cho cái số này nó sắc xuống. Đảo cho cái sốt này nó rút vô cái miếng ếch luôn. Và bên cạnh đó thì em lấy một miếng nước chán vô cái tô để mình lấy hết phần cái gia vị còn sót lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đổ vô. Mình để cho cái phần ếch nó riu riu để nó thấm và phần ếch nó sẽ mềm nhé. Bên cạnh đó thì em sẽ cho vô đây là khoảng 1/3 muỗng canh dầu màu dừa để mình lấy cái màu cho đẹp đó. Em ăn cái món ếch cháo ếch Singapore này thì nhớ tới cháo trắng với thịt kho quẹt của Việt Nam mình á. Hoặc là cháo trắng với thịt kho tiêu. Tự nhiên nó cũng hao hao đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ để đây và cho nó rút xuống. Và cái phần ếch nó đã chín thì được nhé. Đây là phần cháo trắng em đã ninh ra rồi. Cháo trắng thì mình chỉ cần ninh thôi, ninh nhừ là được nhé, mình múc ra tô. Và phần cháo thì em nhắc lại, 1 phần gạo thì 10 phần nước thì là cái phần cháo của mình nó ngon nhất nhé. Cái phần sốt nó bắt đầu rút gần được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp. Vậy là ếch đã chín và phần sốt đã sánh lại rồi. Thì chúng ta sẽ tắt bếp, cho hành ngò vô và cùng nhau thưởng thức thôi ạ. Cháo trắng thì mình cho 1-2-3 lát gừng. Ếch cũng vậy, 1-2-3 lát gừng tươi. Và bỏ cái phần hành ngò lên trên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức món cháo ếch Singapore này nha. Một chút tiêu nữa với tròn vị. Bây giờ thì kênh Bếp Cục Vợ sẽ chiếu cận cảnh cho các anh chị coi cái độ hấp dẫn của nó có đủ kích thích các anh chị vào bếp cùng với kênh Bếp Cục Vợ với món cháo Singapore này không nha. Màu sắc quá đẹp luôn. Thì mùi vị thì ăn sẽ đậm đà, ăn kèm với cháo trắng là vừa luôn á, không quá mặn nhé. Nếu mà các anh chị cảm thấy video của kênh Bếp Của Vợ chia sẻ ngày hôm nay thật là hữu ích thì hãy cho kênh Bếp Của Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bếp Của Vợ nhé. Và hãy cho kênh Bếp Của Vợ những cái lời đóng góp tích cực nhất để kênh Bếp Của Vợ ngày càng hoàn thiện mình hơn. Có sai sót gì thì mong anh chị góp ý. Rồi, kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ.